những pha make-up kinh dị như đi tiệc Halloween của sao Việt. Hồng Nhung khiến nhiều người cạn lời bởi phong cách make-up quái đản và kinh khủng thế này, mắt diva như muốn sụp đến nơi vì bị gắn cả đống thứ nặng trĩu. Nhã Kỳ có lẽ là một trong những sao Việt có nhiều ca make-up kỳ dị và khó đỡ nhất. Bạn có thể tham khảo những lần xuất hiện thảm họa của Lý Nhã Kỳ để hóa trang cho mình trong dịp Halloween. Võ Hoàng Yến và những lần hù ma người khác với lớp make-up không thể nào kinh dị hơn. Siêu mẫu cũng là một trong những sao nữ thường hay mắc lỗi make-up nhất. Ngọc Hân có diện mạo khá là khôi hài khi bị thợ trang điểm vẽ cho gương mặt như thế này. Nhiều khán giả phải cạn lời trước diện mạo có phần thô và kém sắc thế này của Lâm Khánh Chi. Chị dẹo Phi Thanh Vân trông như búp bê bị hư với diện mạo như thế này. Chơi lớn, Phi Thanh Vân xây cung điện nguy nga tặng bố mẹ và con trai. Phi Thanh Vân chia sẻ trên trang cá nhân, thế là em đã thực hiện được một nửa ước mơ của em là xây một cung điện thật đẹp, tặng riêng gia đình, ở đó có bố mẹ yêu thương và con trai bé bỏng. Mới đây, trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân bất ngờ chia sẻ dự án mới trong năm 2019. Cụ thể, cô nàng sẽ xây một cung điện cho bố mẹ và con trai của mình. Hiện tại, cô đã thực hiện được một nửa ước mơ của mình. Đó là mua được miếng đất có diện tích khủng, đủ để xây dựng cung điện này. Mọi thứ chỉ còn chờ ngày khởi công. Thế nhưng chưa biết chính xác thời gian nào vì cô còn đang bận rộn việc ổn định kinh doanh và các hoạt động xã hội cần giải quyết. Em vẫn tin vào sự chăm chỉ làm việc, cần kiệm sẽ tích lũy được tài sản về sau, đỡ đần tuổi già cũng như phụng dưỡng cha mẹ. Cố lên nào em gái nhỏ ơi, vì con, vì em, vì bố mẹ thương yêu đang chờ, Phi Thanh Vân bộc bạch. Còn nhớ trước đó, chỉ mới đầu năm Phi Thanh Vân còn khiến khán giả choáng ngợp khi quay clip giới thiệu căn hộ sang chảnh vừa tậu để mừng con trai lên 2 tuổi. Thì chỉ hơn nửa năm sau, cô đã lại định tặng thêm một cung điện tiếp theo, dự báo sẽ xa hoa hơn căn hộ trước. Căn hộ Phi Thanh Vân đang ở cùng con trai vô cùng rộng rãi và hoành tráng, với màu sơn trắng sáng. Sàn gỗ ốp màu tối sang trọng, phòng khách lớn chứa nhiều đồ nội thất đắt tiền, được thiết kế gần ban công có thêm cửa sổ lớn nên rất sáng sủa. Căn hộ này rộng trên 91m², thuộc quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, có giá hơn 10 tỷ đồng. Phi Thanh Vân cũng từng tiết lộ, ngoài căn hộ 10 tỷ, thì cô còn sở hữu nhiều khối tài sản khủng khác, một căn biệt thự, 7 chiếc ô tô, 2 miếng đất và 3 căn nhà chung cư. Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy đệ đơn ly hôn sau 1 năm ly thân. Như lời chia sẻ từ chính nam đạo diễn Quang Huy, thì hồ sơ ly hôn của cả hai vẫn đang được tòa án giải quyết. Sau khi HAT tan rã, Phạm Quỳnh Anh chọn ở lại công ty của ông bầu Quang Huy và gặt hái nhiều thành công với những sản phẩm âm nhạc riêng như Càng xa càng nhớ, Không đâu vì quá đâu, Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng. Đến tháng 5 2012, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy tổ chức lễ cưới sau 10 năm yêu nhau. Mối tình của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau đó, nữ ca sĩ đã chọn lui vào hậu trường để hỗ trợ ông xã và chăm sóc cho hai thiên thần nhỏ Tuệ Lâm và Tuệ An. Thời gian qua, tin đồn ly hôn của cặp đôi này bắt đầu xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Tuy nhiên, cả hai đều phớt lờ và không nói rõ về vấn đề này. Hiện tại, Tòa án Nhân dân quận 3 vừa cho biết đã thụ lý hồ sơ của đạo diễn Nguyễn Quang Huy và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Đồng thời, chính nam đạo diễn cũng lần đầu lên tiếng: "Chúng tôi ly thân hơn 1 năm nay. Sau khi hoàn tất thủ tục ly dị, chúng tôi sẽ có câu trả lời cụ thể đến công chúng một lần nữa về vấn đề này." Trong khi đó, từ phía giọng ca Tình yêu cao thượng vẫn chưa có phản hồi. Có lẽ sau nhiều đắn đo thì họ mới chia sẻ thông tin cá nhân này đến với người hâm mộ. Và thực sự thì chuyện ly hôn này sẽ khiến cho công chúng ngỡ ngàng xen lẫn với tiếc nuối. Trước đó, Phạm Quỳnh Anh từng úp mở về chuyện đời sống hôn nhân, nhưng cô không nói thẳng về chuyện tan vỡ của hai vợ chồng. Và thời gian sau này, khán giả cũng hiếm thấy cặp đôi xuất hiện chung trên mặt báo. Chặng đường 16 năm của Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy ngọt ngào nhưng vẫn phải nói lời kết bằng đơn ly hôn. Tính đến nay, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy đã có 10 năm hẹn hò và 6 năm kết hôn. Chính vì vậy, việc cặp đôi đệ đơn ly hôn khiến cư dân mạng vô cùng bàng hoàng. Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984,
cô nổi tiếng những năm 2000 tại Hà Nội khi là thành viên nổi bật trong nhóm Sắc Màu. Sau đó, nữ ca sĩ nam tiến và gia nhập vào công ty giải trí của ông bầu Quang Huy từ năm 2002. Bắt đầu từ khi gia nhập công ty giải trí của Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh và ông bầu đã tìm hiểu và tiến tới hẹn hò. Sau 10 năm yêu đương khá kín tiếng, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy tổ chức tiệc cưới trong sự vui mừng và chúc phúc của gia đình, đồng nghiệp vào tháng 5 2012. Ngày hôn lễ, ông bầu Quang Huy đã vô cùng hãnh diện vì cưới được vợ trẻ đẹp tài năng. Nhạc sĩ đã quỳ gối hôn tay Phạm Quỳnh Anh và trao lời thề nguyện. Mọi cử chỉ của Quang Huy đều khiến cho khán giả thêm hâm mộ tình cảm cặp đôi này. Những khoảnh khắc đầy xúc động và ngập tràn hạnh phúc trong đám cưới của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy năm 2012. Hôn nhân của họ đánh dấu chặng đường tình yêu 10 năm tươi đẹp và mở ra một trang sách mới về hạnh phúc viên mãn. Ngày 1 tháng 11, 2012, con gái đầu lòng của Phạm Quỳnh Anh và ông xã Quang Huy đã chào đời trong niềm vui mừng của bố mẹ và gia đình. Cô bé được đặt tên ở nhà là Bella, tên thật là Nguyễn Phạm Tuệ Lâm. Ngày 8 tháng 3, 2017, vợ chồng cô đón chào tiểu công chúa thứ hai với tên gọi đáng yêu là em bé Mùa Xuân. Từ sau khi về sống chung một nhà với ông bầu Quang Huy cho đến năm 2017, Phạm Quỳnh Anh rất ít khi phàn nàn về cuộc sống hôn nhân. Cô sẵn sàng làm hậu phương vững chắc, chăm lo con cái cũng như giúp đỡ việc công ty cùng chồng. Cả hai thường xuyên xuất hiện tay trong tay trong các sự kiện cùng nhau, khiến nhiều người ngưỡng mộ về tình yêu lâu bền của họ. Hồi tháng 5 2017, Quang Huy từng bức xúc vì tin đồn liên quan đến chuyện chia tay với Phạm Quỳnh Anh. Thời điểm đó anh khẳng định phương châm sống của bản thân từ trước đến nay là nhà mình có cửa, chuyện showbiz không mang về nhà và chuyện ở nhà không mang ra đường. Thời điểm đó Quang Huy gọi vợ là Quỳnh Tèo và khẳng định hôn nhân bền chặt. Mình và Quỳnh Tèo không phải là cặp đôi đang cặp kè trong showbiz để có thế này hay thế kia thì có thể suy diễn như chơi với nhau hay bo xì nhau được. Giữa tháng 9 2017, Quang Huy cũng nhấn mạnh quan điểm khi được hỏi về hôn nhân với ca sĩ Phạm Quỳnh Anh trục trặc. Tôi không nghĩ mình nổi tiếng nên không có trách nhiệm giải thích chuyện gia đình. Tôi chỉ giải thích với cổ đông của mình, nói về chia tay thì khó lắm vì chúng tôi trải qua rất nhiều năm tháng thử thách bên nhau. Vợ nếu không hiểu thì không thể yêu tôi hơn 10 năm và gắn bó đến bây giờ. Ở bên cạnh Quang Huy như ở bên cạnh lò lửa sẵn sàng nổi điên, chơi dài với công ty nên về bên gia đình đổi lại tôi luôn cố gắng nhẹ nhàng. Khoảng tháng 9 2018, tin đồn Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy xuất hiện trên mạng xã hội, đặc biệt là khi ca sĩ Thu Thủy bình luận trên trang cá nhân của Phạm Quỳnh Anh. Đúng là phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai, an nhiên bạn nhé. Chi tiết này khiến khán giả tin rằng thông tin Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy rạn nứt hôn nhân là có thật. Chiều 28 tháng 9, 2018, Phạm Quỳnh Anh Ân Hoàng Phúc có buổi họp báo ra mắt MV ca khúc Điều Gì Đến Sẽ Đến. Ban đầu Phạm Quỳnh Anh cho biết vì đây là buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nên cô không muốn nói quá nhiều về chuyện riêng tư bản thân. Nữ ca sĩ cho rằng nghệ sĩ cũng có cuộc sống riêng tư và cô không chọn cách chia sẻ chi tiết với mọi người. 10 năm yêu rồi đi đến kết hôn, mọi người biết để chia vui chúc mừng, nhưng rồi yêu nhau thế nào, tôi và anh Quang Huy chưa bao giờ chia sẻ và đó là nguyên tắc dành cho hai người. Tôi cũng xin khẳng định tôi chưa bao giờ chia sẻ về tin đồn ly hôn. Giọng ca Tất Cả Sẽ Thay Em cho biết. Tuy nhiên, sau đó, nữ ca sĩ không kìm được cảm xúc và rơi nước mắt. Với những sự nghi vấn trong thời gian qua, thật sự tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Trong sự nghiệp ca hát của mình, tôi chưa bao giờ thấy ngột ngạt như vậy. Tôi không muốn chuyện cá nhân bị nhắc đến nhiều như thế. Dù với lý do gì, giữa hai người tôi và Quang Huy vẫn cố gắng tìm ra thời điểm để chia sẻ thẳng thắn với mọi người một lần duy nhất, nhưng có lẽ chưa phải là bây giờ. Đó là cách để chúng tôi tôn trọng khán giả. Người này nói qua, người kia nói lại sẽ thành sự thiêu dệt. Mới đây, Tòa án Nhân dân quận 3 vừa xác nhận với giới truyền thông rằng đang thụ lý hồ sơ của đạo diễn Nguyễn Quang Huy và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Hôm 22 tháng 10, 2018, đạo diễn Quang Huy cũng vừa chia sẻ được thông báo từ tòa án. Chúng tôi ly thân hơn một năm nay, sau khi hoàn tất thủ tục ly dị, chúng tôi sẽ có câu trả lời cụ thể đến với công chúng một lần về vấn đề này. Việc cặp đôi chính thức đệ đơn ly hôn lên tòa án khiến người hâm mộ tiếc nuối. Lan Phương lột xác sau 5 tháng sinh con cho chồng tay cao 2m. So với thời điểm nhận giải nữ diễn viên ấn tượng nhất tại VTV Award 2018, ngoại hình của Lan Phương có nhiều thay đổi. Lan Phương gây dấu ấn với khán giả qua vai dịu trong bộ phim Cả Một Đời Ân Oán. Sau khi sinh con gái đầu lòng cho chồng tay, thời gian qua nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện, khiến fan không khỏi tò mò cuộc sống hiện tại của cô.
Tham dự một sự kiện mới đây tại Hà Nội, bà mẹ một con gây bất ngờ vì vóc dáng thon thả dù vẫn đang cho con gái 5 tuổi, bú sữa mẹ hoàn toàn. So với thời điểm cách đây 2 tháng khi lên sân khấu VTV Award 2018, nhận giải nữ diễn viên ấn tượng nhất, ngoại hình của Lan Phương thay đổi rõ rệt, đặc biệt là vùng eo và khuôn mặt. Lan Phương rất chú trọng việc giữ dáng, cô thường xuyên tập yoga múa cột, kết hợp ăn uống hợp lý để vóc dáng luôn thon gọn. Cũng có mặt tại sự kiện là nữ diễn viên Trang Cherry, xuất thân là một hot girl. Trang Cherry bắt đầu bén duyên với truyền hình nhân vật Thảo Mai phù thủy trong sitcom 5S Online. Sau đó cô tham gia một vài bộ phim như Khi người đàn ông quá vợ bật khóc, Sống chung với mẹ chồng và đều nhận đánh giá tích cực. Tuy nhiên, phải tới Sống chung với mẹ chồng, nữ diễn viên mới trở thành hiện tượng được nhiều người biết đến. Trong phim Sống chung với mẹ chồng, Trang Cherry thủ vai Diệp, người con dâu thứ hai mà bà Phương Bắc Thanh, diễn viên Anh Dũng thủ vai lấy về sau Vân. Sau bộ phim này, Trang Cherry được chú ý nhiều hơn nhờ diễn xuất tự nhiên cùng khuôn mặt cá tính. Dù không sở hữu chiều cao chuẩn nhưng cô có nụ cười duyên với chiếc răng khểnh, gu thời trang trẻ trung, bén duyên với phim, nhưng ít ai biết Trang Cherry lại vốn học nhạc và từng lọt vào top 48 Việt Nam Idol 2018, tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2011.